Thưa quý vị khán giả, vòng đấu thứ 5 của giải bóng đá vô địch quốc gia V-League Night Golf 2022 đã khép lại, thế nhưng vẫn còn đó là sự thất vọng cho những cái tên như là câu lạc bộ Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và cả câu lạc bộ Nam Định nữa. Và trùng hợp thay khi đây đều là những câu lạc bộ đang gặp những vấn đề về ngoại hạng. Với việc chưa có một trận thắng nào ở mùa giải năm nay, Hoàng Anh Gia Lai rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Ở chuyến làm khách gần nhất trên sân Quy Nhơn, Washington Brandao là cái tên duy nhất lập công, mang về một điểm cho thầy chó huấn luyện viên Katy Sắc. Đáng nói ở chỗ, chân sút người Brazil đã rất mệt trước giờ bóng lăn, nhưng cuối cùng vẫn phải vào sân để sắm vai người hùng cho các vị khách. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ còn Brandao và hậu vệ Mauricio là hai suất ngoại binh. Do đó, đội bóng này sẽ phải gồng mình chịu đựng những bất lợi cho tới ngày 21 tháng 7, thời điểm các câu lạc bộ được phép thay đổi cầu thủ. Cũng rơi vào hoàn cảnh như Hoàng Anh Gia Lai, còn có câu lạc bộ Nam Định tiếp đón BKMX Bình Dương trên sân nhà. Tân binh Marcio đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội 10-10 và khiến thầy chó huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ chấp nhận thất bại 0-1. Trước đó, ở trận đấu bù với câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ này cũng tỏ ra kém duyên dù được trao không ít cơ hội. Toàn cục cái trận đấu thì Marcio làm chưa tốt, chưa thể hiện đúng cái khả năng. Quãng thời gian nghỉ gần 4 tháng và khi quay trở lại cái hơi thi đấu thì anh ta chưa tốt. Câu lạc bộ Hà Nội cũng là một trường hợp gặp trục trặc với các ngoại binh, nhất là sau chấn thương nặng của Jack Duro. Ivancic dù lành lặn nhưng cũng chỉ là phương án dự bị và bỏ ngỏ khả năng sẽ bị thanh lý. Ngược lại với những đội bóng kể trên, câu lạc bộ Hải Phòng đang là tập thể ổn định nhất với lực lượng cầu thủ ngoại. Riêng Di Mario đã đóng góp 4 pha lập công, gần bằng một nửa tổng số bàn thắng của đội chủ sân Lạch Tray sau 5 vòng đấu. Và đó là một trong những cơ sở để giúp thầy chó huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tự tin hướng tới ngôi vị số 1. Rất bất ngờ. Không ai nghĩ. Có rất nhiều những ngoại binh đến V-League rồi ra đi, thế nhưng có những người đã chọn cách gắn bó với mảnh đất hình chữ S trong suốt quãng thời gian dài, phải kể đến như là Kesley hay là Samson, nhưng cũng có những cầu thủ ngoại chỉ yêu và gắn bó với một câu lạc bộ mà thôi. Trong đó thì phải kể đến trường hợp của Michael Olaha, anh tới Sông Lam Nghệ An và khi trở lại vẫn quyết định gắn bó với đội bóng xứ Nghệ. Đây là những dấu ấn đặc biệt của tiền đạo Michael Olaha trong 3 mùa giải từ 2017 tới 2019 trong màu áo của Sông Lam Nghệ An. Anh thi đấu 76 trận, ghi được 18 bàn thắng và là một trong những ngoại binh được yêu thích nhất ở đội bóng xứ Nghệ. Tôi đến Sông Lam Nghệ An khi mới 17 tuổi. 3 năm tại đây đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều cả về chuyên môn lẫn việc hình thành phong cách sống. Có thể nói, Sông Lam Nghệ An như quê hương thứ hai của tôi vậy. Tình cảm đặc biệt của Olaha với Sông Lam Nghệ An đã giúp anh trở lại đầu quân cho đội chủ sân Vinh thêm một lần nữa sau khi hết hạn hợp đồng với đội bóng tới từ Israel. Khi được ban lãnh đạo của Sông Lam Nghệ An mời về, tôi đã gật đầu ngay. Tôi nhớ người hâm mộ nơi đây và cũng rất thích môi trường của đội bóng này. Tôi tới Việt Nam từ tháng 7 năm ngoái, tính ra cũng được một năm rồi đấy, nhưng cũng mới chỉ ra sân được vài trận thôi. Covid mà, tôi đang cố gắng tìm lại phong độ của mình. Sau 4 trận đầu tiên không ghi được bàn nào, thì ở Cúp Tư Hùng giao hữu mới đây, Olaha đã lập một cú hat-trick. Đây sẽ là tiền đề để giúp chân sút người Nigeria tìm lại bản năng săn bàn khi V-League trở lại. Tôi sẽ luôn thi đấu hết mình để giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng. Ngày mai, Sông Lam Nghệ An sẽ có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và người hâm mộ lại mong muốn được thấy sát thủ một thời Olaha tỏa sáng trên sân Vinh.